Xin kính chào quý chú anh chị các bạn. Thái đang ở Bắc Tân Nguyên, Bình Dương. Đây là Bình Dương các bạn. Đi trốn nợ. Bình Dương các bạn, Bình Dương người ta cũng trồng sầu riêng mình. Cơi thứ nhất à, xong rồi. Bắt đầu thấy chuẩn bị cơi thứ hai nè. Cơi thứ hai bắt đầu đi rọt này. Đây là một khách hàng cũng quen biết Thái qua mạng thôi, chứ không có trước giờ anh em lần đầu tiên gặp nhau thôi, trước giờ cũng không biết, cũng có không có gặp nhau bao giờ, lần này là lần thứ nhất. Các bạn xem nè, cũng nhờ, nói chung là anh cũng biết một số cái video của Thái đó các bạn, thì anh cũng làm theo đó. Đây là qua đây là thấy phát cỏ là thấy sướng rồi đó, thấy rất là ưng ý luôn. Cái cơ chuẩn bị ra nè các bạn, mình cho các bạn xem nè. Thấy nó là sao? Thấy nó phát cỏ chừng chừa là chừng 3 phân các bạn thấy không? Đó, mới phát hôm qua hôm kia nè. Bây giờ là các bạn thấy là nó đã lên rồi nè, phát có 2 bữa rồi các bạn. Phát có 2 bữa. Bữa mà nó đã lên nữa. Đó. Đó. Nói chung là đây, cây này ha, cây này các bạn, cây này ăn nhiều quá nè. Cây này còn trần lại nè. Đó thì mình sẽ có một bài thuốc cho những cây này. Còn đa số thì nó đã ra được một cái cơ rồi ha. Cái cơ này nó ra xong, cơ sao mình mới làm bông. Còn sao ăn cho nó khỏe cây các bạn. Thái có nói rồi ha, là khi mà ở đâu cũng vậy. Khi mà ở đâu cũng vậy ha, nhưng mà riêng cái chỗ Bình Dương nè, hoặc Tây Ninh đó. Và chúng ta một khi mà chúng ta mà ức chế ai mà chuẩn bị làm bông nè ha, thì giờ hiện tại còn mưa thì mình không nói nha. Nhưng mà cái cơ sao mà nó có nắng, ví dụ như ở đây là thấy không có cho mà phát cỏ liền đâu các bạn, nên nhớ là làm bông là không có phát cỏ liền được ha. Làm bông xong ha, lên thuốc xong này kia ha, là khoan một tuần sau mình phát cỏ để làm gì các bạn. Ở đây nắng rất là dữ, mà các bạn biết không, nắng rất là dữ và nó hốc rất là dữ các bạn. Đây nè, mình cho các bạn xem nè ha, ở đất ở Bình Dương mà vẫn có ụ trùng các bạn, ụ trùng rất lớn nha, nè. Đất rất là tốt các bạn, đất rất là tốt. Thường thường á là mình không kêu là chắc ảnh gãi cây chắc 7 kg 10 kg, mình nói không, cây này của anh rải 3 kg hữu cơ, các bạn rải 3 kg hữu cơ, nè, các bạn xem ở trong nè, làm với mình là 2 năm rồi, ha, nhưng mà cái tàn cây ở trong các bạn thấy là không có cần mua thuốc xịt rong luôn các bạn, à, cái rong của cái cây nó rất là dễ lớn, nè, thấy chưa? Đúng ra cơi này ha, cơi tới ra là bắt đầu làm bông được rồi, nhưng mà không, đỡ một cây nữa, cơi nữa các bạn, đâu có ấy đâu, đâu có sợ gì đâu, cây nó bự rồi, cây năm thứ sáu rồi, năm thứ 6 các bạn coi, đất ở đây nó tốt, cái cây bự hết hồn các bạn. Bình Dương vẫn trồng sầu riêng rất tốt không, mình đây mình kế ảnh mình thấy bên kia người ta đang đậy các bạn, đang đậy, ta đón tiếp tháng 9, bên kia đang đậy. Bên đây thì nói chung là ảnh làm thuận là trước giờ 55.000 kg là được rồi, ảnh không cần nhiều. Rồi ví dụ như Thái nói như nãy ha, là những cái phục hồi thì ảnh đã từng xài rất là nhiều rồi, của Thái là canh đại dương nè, rồi canh đạm cá hữu cơ và canh cái số cá đồ thân ha, ba loại đó là không có thể thiếu những cái tàn của Thái đâu. Đây người ta biết, người ta mua dữ lắm nè, và sao tưới hữu cơ nhiều lắm các bạn, quá học rất ít. Nên các bạn thấy là ụ trùng rất là nhiều, tốt lắm, đất này tốt lắm ha. Nó làm sao mà nuôi được con trùng này thì Thái có nói rồi, anh rất là đỡ hữu cơ, và khi mà anh rải chừng 3 kg dữ lắm, tối đa là 4 kg, không có nhiều được, đừng rải nhiều quá, tại ụ trùng nó bản thân của nó là, đất nó rất là tốt, không cần nhiều thêm đâu ha. Đã không bạn? Rồi hồi nãy gặp một trường hợp như hồi nãy, Thái nó một số cây yếu ha. Đây nè, thế nào trong cái vườn của bạn, bắt bạn làm lâu năm lâu đời cỡ nào, thế nào trong cái vườn của bạn cũng sẽ có một số cây này thế này à, nó yếu, một số cây nó yếu và nó cùi cái đầu, thấy đi về vô ha, tại vì cũng chiều các bạn, thấy còn 2-3 vườn nữa mà lát thấy phải về thành phố, thấy ngủ rồi, mai mốt thấy đi Tây Ninh. Đó, ví dụ nè, cây này nó yếu rồi các bạn ha, các bạn thấy cây này nó yếu nè, nó có nghĩa là nó ra đọt mà nó ra không mạnh, thì giải pháp là như thế nào? Cái trước tiên là các bạn phải tưới bệnh cho mình cái ha, tưới bệnh bây giờ nè, ưu tiên nè, đừng có tưới ngoài nữa, các bạn tưới ngoài các bạn thấy hiệu quả, các bạn tưới chặn cổ rễ cho Thái, nhưng mà nồng độ phải cao nha, nồng độ bình phải cao, Arifos nè
ha, Mantasi nè. Đó, hai loại này các bạn tưới cho nó cụ rễ cho thấy. Cái bài này thấy làm nhiều lắm rồi, nó hiệu quả lắm. Nên các bạn làm đây ha, trước tiên là phải tưới bình ngay chân cụ rễ cho thấy nha. Cụ rễ tưới xong, một sau một tuần thì bắt đầu thái cho rải lần xong là bắt đầu thái cho dưỡng rễ. Hay dưỡng rễ gồm vậy các bạn. Đơn giản lắm ha, thái có một cái túi pH. À, thái làm pH là gì? Trong cái túi pH của thái nó xài bằng enzyme nha. Enzyme để tăng pH chứ không phải là tinh vôi. Nên các bạn sẽ thấy là nó cấp cái dinh dưỡng vào đất. Rồi cái thứ hai là gì? Cái dưỡng rễ, là thường các bạn có cái root nè, cái organic nè, cộng với cái đó các bạn có thể tưới dùng ha, nó sẽ cấp dinh dưỡng đều cho cây hết. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là gì? Vi lượng. Ba thứ rất quan trọng trong cái cây mà chúng ta phục hồi. Quan trọng lắm các bạn. Các bạn nên nhớ là các bạn ăn nó nhiều quá rồi. Các bạn ăn nó nhiều quá rồi thì nó mất nhựa cây. Mà cái vi lượng nó sẽ tái tạo lại cái nhựa. À, chứ cái dinh dưỡng các bạn thấy các bạn tưới những cái cây mà tại sao 100 cây mà tại sao nó bỏ lại 3-4 cây nha, nó không có tốt. À, đó là cái vấn đề đó các bạn ha. Khi nằm trong đó. Đó là cái giải pháp mà thái trước giờ là thái phục hồi rất là nhiều, ví dụ những cây này các bạn. Thấy chưa? Những cái cây này ha, nó sẽ bỏ lại tầm một số cây như thế đó. Thì đó mình có giải pháp thôi, thì mình chịu cực chút xíu, chịu tốn tiền xíu tại mình ăn nhiều mà. Các bạn, mình ăn nhiều mà ha. Còn những cái này á thì các bạn cứ chăm bình thường thôi nha. Cứ dưỡng rễ cho thái rồi. À, cứ sâu rầy kỹ cho thái là được rồi. À, tới mấy trăm gốc rồi mày. Mấy trăm gốc rồi. Anh này làm với mình cái mùa này chắc mùa thứ ba, mùa thứ tư gì rồi, lâu rồi. Anh làm với mình từ lúc mà mình mới làm YouTube á. Lâu rồi. Ok các bạn. Rồi. Xin phép các bạn ha. Đó, bây giờ hỗ trợ khách Bình Dương. Vài bữa nó bắt đầu lên Tây Ninh ha.